sẽ là chuyến lái tàu ra biển. Đây là chuyến đi được chờ đợi nhất của nhóm chúng tôi, trong cảm giác vừa nôn nao háo hức vừa thoáng chút âu lo. Bởi lẽ, cả Ngọc Lan và bạn đồng hành từ Lido Sài Gòn TV đều chưa từng lên tàu ra biển lớn để câu cá như thế. Hơn nữa, ngay từ lúc theo anh Trung, một khán giả của Lido Sài Gòn TV cũng là người đã sống 14 năm tại Alaska, mang tàu ra để kiểm tra lại máy móc, xăng dầu, chuẩn bị hành trang từ nhà cho đến cửa hàng bán các loại dụng cụ dành để đi biển cũng như đi săn. Chúng tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều điều hay ho, mới lạ. Ở đây thì mùa này là người ta vội vã để mà người ta hưởng thụ. Xong rồi hết cái mùa này ra thì bắt đầu họ biết rằng vào mùa đông thì nó có mình không còn cái thời gian nữa. Không còn thời gian nữa. Thì họ lúc đó thì họ buồn, thì cho nên là họ rất là trân trọng vào cái mùa này. Ok. Như vậy thì quý vị vừa mới nghe anh Trung nói đó, mùa hè là mùa người ta vội vã hưởng thụ. Rồi qua mùa đông người ta sẽ từ từ mà sống. Đấy, cần câu mình để đây đó. Đó, cần câu đi câu cá biển là xài những cái cần câu này. Cái lự nó thì cũng hơi bự chút xíu. Mà đó, lần chúng đi như vậy đó, tùy theo người, mỗi người mà. Đồ ngủ ha, đồ ngủ với lại sleeping bag á, với lại mấy cái đồ linh tinh, đồ mặc cho nó ấm. Rồi bỏ trong đây dồn sẵn hết trong đó, rồi bắt đầu mai bắt đầu mình bỏ lên tàu cho mình đi. Bây giờ anh chuẩn bị cho tàu nó nổ máy thử nó ok không? Nếu mà không có nước thì anh chỉ thử về thôi. Là nó ok rồi. À, nếu mà có nước thì mình thử hơi lâu chút xíu. Đại khái là nổ máy như vậy là thấy mình an toàn rồi đó. Rồi bây giờ anh đóng cái thùng này lại. Backup. Thí dụ này có chuyện gì mình dùng này mình chạy vô. Mình nó chạy chậm nhưng mà nó chạy vô, em hiểu không? Nhưng mà thường thường ở trên đây nhiều lúc từ Costco nó cũng nay lắm. Cái gì mình gọi nó Costco nó gọi nó ấy à. Anh đi biển cho anh bị Costco nó cũng kéo vô giúp hai lần. Có lần cái tàu anh bị cái máy nó bị cháy, chở nhiều quá với lại người ta đem nhiều quá không biết sao đó thì nó bị bên. Rồi anh chốt bảo, anh nói anh đi ngày, cái ở nhà tưởng đâu là anh đi phải về, nhưng mà thế là bị bảo cái cạc rồi đó, không có vô được. Anh vô mấy cái đảo anh trốn thì ở nhà tìm, ở nhà thấy không thấy giờ, ở nhà lo cái gọi cho cảnh sát. Bữa đó anh ngủ thì cái máy đài radio thì thằng bạn nó đặt cái chân xong biết nó tắt. Sáng ngủ về thấy bay qua bay lại, nó ủa chỗ này nó không cho mình đậu sao mà nó máy bay nó bay tới bay lui. Thì anh nhìn cái máy radio thì nó tắt, cái anh mở lên ở trên đó tụi Costco nó bay trên không á, nó gọi xuống cho anh, nó hỏi mày có phải là tên đó vậy không, nó hỏi đúng rồi. Nó điều động và tụi nó hay lắm nha, nó bay trên đó nó nói ok về mày ở đó nha, mà hỏi có đồ ăn đồ uống này nào, nó có tụi tao có đầy đủ, tích tắc trong vòng đâu 5 phút nó liên lạc những chiếc tàu này gần cái đó đến gặp mình trước. Thì mấy chiếc tàu chạy tới nó gặp mình, nó hỏi mình ok này nọ không, có đầy đủ thức ăn thức uống không, thì bắt đầu nó đứng ra nó đợi khi nào mà tụi sốt ca gần tới là bắt đầu nó đi. Ở đầu tàu của có ca nó chạy tới cái nó kéo mình vô. Giờ là chuẩn bị chất đồ lên tàu để chuẩn bị cho xe kéo tàu đi biển. Dạ rồi, áo lạnh, áo mưa. Đó là thùng gì vậy anh? Để đựng cá. Ồ, lỡ câu có cá đúng không? Ừ. Chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay đó là sẽ là đi lái tàu, đi xem coi có sông băng không, và đi câu cá, một cái thú vui của người sống ở Alaska.
Thì để chuẩn bị cho cái việc đi đó thì sẽ có cái chỗ mà đi vô trong một cái tiệm để mua những cái mồi câu rồi cần câu, những cái dụng cụ thích hợp. Thì cái nơi mà họ chọn ở đây là Sportman's Warehouse. Bây giờ mình sẽ vô coi cũng như coi anh Trung, cái người mà hướng dẫn nhóm Ngọc Lan đi đó, họ sẽ làm gì khi vào đây. Bây giờ mình vô đây mình mua đồ câu, mua lưỡi, mua mồi. Lưỡi câu. Lưỡi câu, mua mồi, mua chì. À, đây là đồ, đồ đi săn nè. Tại sao nó đồ đi săn mà nó lại như vậy, cho nó tiếp với lại cây đúng, rừng. Đúng rồi, cho thú nó khỏi thấy. Ừ, cho thú nó nó khỏi thấy mà. Hôm nay nhìn cái vợt này biết rồi. Vợt xúc cá hồi. Ơ quên, vớt cá hồi. Đó, bây giờ chì mấy là mình mua. Mấy cái cục chì này sao nó đủ hình dạng hết trơn vậy? Dạ, tùy theo mình câu loại cá nào. Chì mình xài cái chì nào. Nhưng chung đi câu cá mà cá Halley bệt á là thường thường chung dùng cái chì số 3. Số 3 là 3 pounds. Ừ. Số 4 là 4 pounds. Số 4 là 4. Ôi trời ơi nó nặng. Nè, số 5 là 5 pounds. Ừ. 5 pounds là hơn 2 kg. Hơn 2 kg. Ồ, trời đó coi. Mà cái cục, mục đích của cái cục này để làm cái gì? Khi mà mình gắn vô cái mồi vô á, dạ, mình thả xuống á, cho nó kéo cái nó xuống, nó nằm ở dưới để dạ, cho cái mồi nằm dưới cho cá thấy nó ăn. Ồ. Dạ. Ồ, mở tủ lạnh. Ý mồi. Đó, làm đi câu á thì mình mua những cái con cá này. Cái này mua đi câu chứ không phải mua về ăn. mua đi câu. Thì ở đây mình đi 2 ngày như vậy là phải mua 2 bị. 2 ngày xuống mua 2 bị. Phải mua 2 bị. Rồi mình câu được chừng mấy con anh? Một người thì nó cho câu được hai con một ngày, mình đi 2 ngày thì được 4 con. 4 con thôi mà mua nhiều cá dữ vậy đó hả? Dạ, mình ra mình cứ như người ta không biết á. Thì mình ra ta bỏ xuống á thì cá nó không ăn. Dạ. Nhưng chung mua giờ chữ có nghĩa là ra chung cắt nhỏ cái chung xả mồi trước. Ừ. Mình quăng xuống dưới cái mình xả mồi cho cá nó bay mùi cho nó tới trước. À. Nó tới trước rồi lúc đó bắt đầu cái mình mới thả cần câu mình xuống. Còn cái này là gì đẹp quá vậy? Cái mồi nó câu tôm có đồ. Đỏ đỏ, nhìn như tử hụt lụ, làm sinh ra hụt lụ. Đó. Nè, mồi câu cá. Ôi sao thấy mực ta? Cái gì vậy? Mực. Mực. Câu cá mà, mua mực đi câu cá. Mực đây nè. Mực ống. Mực ống. Mình đang ở trong một cái cửa tiệm mà chuyên môn bán đồ đi câu cá, đi săn. Lần đầu tiên Ngọc Lan bước vô một cái chỗ mà nó lớn như thế này. Nó rất là ngộ, mình không phải dân câu cá cho nên cái gì mình cũng phải hỏi. Nhưng mà có điều nó hơi rất là khác là hình ảnh những cái con thú. Mình nhìn những con thú này là biết là những cái con mà người ta săn được rồi người ta làm cho nó khô lại á. Mà ở đằng kia có nhiều con nhìn rất là đáng sợ. Lưỡi câu. Cái này là lưỡi câu cá... Cái gì quên rồi em? Cá mú. Mình ráng mình câu được để mình về mình nấu canh chua cá mú. Trong đời đó giờ mới đi câu một lần duy nhất với anh Hoàng Trọng Thụy. Câu được con cá bị lớn. Wow, trời, lưỡi câu. Câu đủ. Ủa, mỗi loại cá đó sẽ có cái lưỡi câu khác nhau hả anh Trung? Đúng rồi. Ok, thì lưỡi câu này câu cá Halley bệt nè ha. Cái lưỡi nó như vậy nè. Một cái lưỡi đó đây thì bây giờ giá nó cũng hơi lên. Hồi đó nó bán có 5-6 đồng mà bây giờ nó lên 10 đồng. Còn... Vậy này chắc câu mực hơn. Cái đó mình câu đủ thứ, câu cá Halley bệt cũng được nè. Cá kinh cái gì đó lưng khót cũng được. Sao nó nặng dữ vậy trời. Nó vậy đó. Tưởng dễ hình con mực là câu mực. Ừ. Nè cái ngày thí dụ như nhìn cái này tưởng câu tôm. Còn đây á là câu nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Cái này câu bạch tuộc. Nói chứ mình nói chơi thôi nha quý vị. Bán hình con gì câu con đó. Thì hồi nãy mình thấy là anh Trung ảnh mua cái hình cái con này thì anh kêu là câu con cá mú. Cái nó ồ vậy là để hình con gì câu con đó thì anh ừ thì giờ mình cứ tiếp tục thế là mình suy nghĩ là hình con gì câu con đó. Con cá anh cá mú hả? Cái này cá mú hả? Biết chết liền không. Sao nói hay vậy?
Không, cái đó khoảng cá mú. Nè, thì giờ chị để như vậy là câu con tôm. Hình con tôm là câu con tôm. Miệng tôm. Con này, chứ ủa chứ con gì? Miệng cá, cá không có đuôi chứ tôm gì có đuôi à, có cá. Tôm này nè. Đâu? Ờ đúng rồi, đó mới là con tôm. Mấy con dao này để làm cá. Ý nè, mua mua con dao này để làm cá phi lê. Đó, cắt cá phi lê. Đó, hôm bữa người ta cho mình 6-7 con cá hồi đó. Thì bây giờ thiếu con dao để cắt cá phi lê. Tại vì anh Trung nói phải cắt phi lê mới ngon. Giờ chắc phải mua con dao quá. Mua dao cắt hả? Ở nhà Trung có. Ok, rồi, xin. À, đạn đều đi xăng ha, mua ở đây nè. Ồ, đây là đạn đi xăng không đó hả? Ừ, đạn đi xăng. Nhiều loại vậy. Nhiều loại, à, mình muốn... Dạ. Tùy theo súng mình xài cái súng nào. Ồ, đây nè, đầu đạn đi xăng không. À, súng. Súng đây đi là xăng. Súng xăng. Súng xăng. Wow. Súng nó bán đi xăng á. Về súng xăng nè. Mùa này là bắt đầu người ta chiều á, bắt đầu người ta đổ ra nhiều lắm. Bây giờ là người ta chuẩn bị đồ đi xăng á. Đồ đi xăng là ta muốn bị súng, cái nhiều người ta update mấy cái súng mới. Ở đây có rất là nhiều cái con thú mà lần đầu tiên mình mới thấy. Biết con này có gì không? Dạ không. Mèo rừng á. Mèo rừng. Ờ, nó cao đóng ngự như vậy đó. Ồ, kìa. Thấy đúng nó dựng giống như con beo ha. Ừ. Khi mình đi vô rừng á, à, đi xăng thì mình có thể bắt gặp được những con này. Dạ. Yeah. Mấy cái này nè. Ngủ ngồi tiết. Ngủ ngồi tiết. Ngủ ngồi tiết ok luôn. Có nghĩa là không lạnh. Bên bác mà ngủ ngoài tuyết. Ừ, nó ngủ được ngoài tuyết luôn á. 270. 270 đồng một cái. Dạ. Yeah. Mấy này làm gì đâu? À, giống như ở đây săn gấu á, là nó thường thường á, là nó có trước khi đi săn á là nó đi bỏ cái mồi trước. Thì nó làm một cái thùng. Ở trong đó nó bỏ đồ ăn, ba cái đồ ấy, đồ cho gấu nó thích á, cái loại mà gấu nó thích á. Thì nó đi vậy? Nó đi ra rừng cái nó bỏ vô cái địa điểm đó. Cho gấu nó tới nó ăn nó thường xuyên. Cái nó quen đi. Thì tới cái mùa săn mà nó cho săn á, cái mình ra đó là mình chỉ canh. Canh là bắt đầu gấu nó tới là người ta bắn thôi. Wow. À, thì ở đây là sẽ có những cái loại. Thì cái loại nước này nó giống như vậy. Dầu để xịt để cho thu hút con gấu nó đi tới hả? Ừ, đi tới. Ồ. Đi săn thì cần gấu nó thu hút gấu đi tới để săn. Ừ. Còn mình đi bình thường thì mình phải xịt những cái để cho gấu nó tránh xa ra. Ừ, tránh xa. Ví dụ mình đi căng, săn mấy con gì thì ở đây nó có bán mấy cái còi, giống như sói thì nó có mấy cái càng cổ mấy cái con đó đó. Ồ, để mình dụ nó để ra. Để mình hả? Gọi nó tới. Tưởng đồng bọn nó gọi đó hả? À. Ghê vậy đó. À, nó tới để người ta có cơ hội người ta săn nó nhanh hơn. Thật là đáng sợ. Dầu thơm quyến rũ gấu đen. Còn cái này là để thu hút mấy cái con gì gọi là con sói. Gì vậy? Cái này là không biết nữa, nhìn ghê quá, nhìn giống cái hồi xưa giống cái bàn chông để cắm bông. Nhưng mà này nó mảnh lắm. Này chắc là để chải lông. Chải lông mấy con thú. Con này chắc cạo lưỡi nữa quá. Người ta lúc mà người ta đánh răng có nhiều người dùng cái cây cạo lưỡi. Thì cạo lưỡi thú. Săn xong rồi bỏ cái con đó lên đây và kéo, phải không? Yeah. Wow, có nhiều đồ mình chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ biết đến. Cái này hồi nhỏ quen, chẻ củi. Na ná vậy nè, chẻ 45 đồng. Chẻ củi. Thì mình vô đây nữa. Cũng giống vậy luôn, bán đồ săn, đồ câu, đồ đó. Cái túi này, cái túi đựng thịt nè. Đựng thịt đi săn á. Thịt mình săn lúc mình săn được á hả? À, khi mình săn được á nó bỏ ở đây cho nó rút máu. À, nó hút với lại mình treo lên á. À, khi mình đi săn á. Dạ. Cái nhiều người ta không biết á, người ta làm bắt đầu người ta về nhà ta làm ta bỏ freezer liền ăn nó sẽ hôi. À. Tại thịt rừng ăn nó sẽ hôi cho nên cái nhiều người mình mà đi săn á, cái nhiều người ăn nó bị gâm miệng. Còn mình bỏ một túi rồi mình treo lên ngồi khoảng 2-3 ngày chờ máu nó ra hết á, thì lúc đó nó không còn hôi. Mới biết luôn. Hồi nãy mình ghé vào cái tiệm kia bán đồ đi săn, đi câu. Nó rất là lớn, mình tưởng là sẽ đầy đủ hết. Nhưng mà thật ra nó vẫn thiếu. Đó chính là lý do mà anh Trung, người thực hiện cái chuyến đi câu cá này, phải ghé thêm một cái tiệm nữa. Quý vị nhìn thấy đó, Frontier Outfitter Alaskan Lifestyle.
dành cho người ở đây. Thì vô đó lại có thêm nhiều những cái món đồ mà hồi đó giờ mình không có thấy. Mình nhìn tìm hiểu thêm đó quý vị. Những cái món đó chắc ở Cali mình không có tìm thấy đâu. Những cái giống như những cái dao phai, những cái búa, những con dao chuyên để làm cá tại chỗ. Rồi mình biết thêm được có những cái túi vải để khi mà người ta săn được những con thú rừng, người ta cho nó vô đó để cho máu nó tuôn xuống, nó thấm bớt, để là khi mình đem về mình làm nó không có bị hôi. Rồi những cái loại mà giống như những cái hương liệu để làm sao để mà thu hút các cái con thú nó tới cho người ta săn nó, chứ không phải là xua đuổi nó. Đó, thì mỗi một chỗ mình đi thì mình học hỏi thêm được nhiều điều.